Cô xin mến chào các em. Các em hãy cùng cô quan sát những bức ảnh về chiếc cặp sách xinh xắn nhé. Cô thấy những chiếc cặp sách thật là nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau. Cô thấy chiếc cặp sách nào cũng thật là đẹp và đáng yêu. Mỗi khi đi học thì chiếc cặp sách luôn đồng hành bên mình các em nhỉ. Chiếc cặp sách giống như một người bạn thân của mình vậy. Các em hãy luôn nhớ, yêu quý, giữ gìn, sử dụng cẩn thận cặp sách cũng như đồ vật khác nhé. Em hãy quan sát chiếc cặp sách của mình và cùng trả lời một số câu hỏi của cô. Câu hỏi số 1. Chiếc cặp của em có hình gì? Câu hỏi số 2. Chiếc cặp có những bộ phận nào nhỉ? Câu hỏi số 3. Theo em, các bộ phận đó có hình dạng giống nhau không? Và vì sao nhỉ? Câu hỏi số 4. Chiếc cặp của em và chiếc cặp của bạn giống và khác nhau ở điểm nào? Câu hỏi số 5. Trên chiếc cặp sách của em có trang trí hình gì vậy? Câu hỏi số 6. Theo em, có thể tạo hình và trang trí được chiếc cặp bằng những vật liệu gì? Các em đã trả lời được mấy câu hỏi của cô vậy? Bây giờ, các em hãy cùng quan sát để hiểu rõ hơn về các bộ phận của chiếc cặp nhé. Đây chính là phần tay sách đấy, hay còn gọi là tay cầm. Và đây chính là phần quai, hay còn gọi là dây đeo. Tiếp tục là đến phần thân. Và đây chính là phần đáy của cặp. Phần khóa của cặp này. Và đây là phần nắp đấy. Bây giờ hãy cùng cô bước vào phần thực hành nào. Các em hãy chuẩn bị giúp cô giấy màu, hồ dán hoặc băng dính hai mặt và kéo nữa nhé. Các em hãy chọn màu mà mình muốn làm chiếc cặp sách nhé. Bước 1, chia giấy thành 3 phần. Hai phần lớn bằng nhau làm thân, một phần nhỏ làm nắp của cặp và vẽ cắt theo nét cong của nắp cặp. Bước 2, em hãy gấp theo nét chia giấy tạo thân cặp. Em hãy vẽ và cắt theo nét cong của nắp cặp nhé. Cô sẽ để thân cặp sang một bên để tiếp tục làm thêm các bộ phận khác nữa nhé. Cô sẽ chọn giấy màu khác thân cặp để tạo quai đeo, quai sách hay là khóa cặp nữa. Vậy là cô đã cắt xong phần 2 dây quai đeo của cặp rồi đấy. Tiếp tục là đến quai sách của cặp nhé. Cô sẽ chọn màu hồng. Đây chính là phần chúng ta dùng tay để xách cặp lên đúng không nhỉ? Cô sẽ vẽ cặp sách của cô có một khóa đấy. Bây giờ em hãy dùng kéo cắt các bộ phận ra nhé.
Và nhớ dùng kéo thật là cẩn thận, vì kéo rất là sắc, có thể gây đứt tay đấy. Những phần giấy thừa không dùng đến sau khi cắt, em nhớ bỏ vào thùng rác nhé. Sau khi cắt xong các bộ phận rồi, cô sẽ dùng một miếng giấy trắng vẽ họa tiết trang trí hoa văn và sau đó cắt rời ra để trang trí trên cặp sách của mình đấy. Em cũng có thể dùng bút màu vẽ trực tiếp và trang trí trên cặp sách nhé. Em có thể vẽ bông hoa, chiếc lá hoặc hình những nhân vật hoạt hình trong phim, hay những con côn trùng, con vật mà mình yêu thích. Sau đó em hãy vẽ màu và cắt hình mình vừa mới vẽ ra khỏi phần giấy nhé. Cô đang trang trí cho cặp của cô, đó là một vườn hoa nho nhỏ đấy. Cô vẽ thêm một bạn bướm nho nhỏ xinh xinh đang bay tung tăng đến vườn hoa để ngắm hoa đấy. Các em sẽ trang trí những hình gì cho chiếc cặp sách của mình vậy? Hãy cho cô biết nhé. Sau khi em đã chuẩn bị xong các bộ phận và hình trang trí rồi, bây giờ em hãy dùng băng dính hai mặt hoặc khô dán, dán và ghép các bộ phận của chiếc cặp sách vào với nhau nhé. Đây chính là bước 4 đấy các em ạ. Cứ chúc các em tạo hình và trang trí được chiếc cặp sách theo ý thích của mình.